Để lần te giót đó hả? Tưởng tiệc chồng ai ngờ vẫn còn. Quay tiệc chồng như vậy đó hả? Chắc mình biết nha. Đây là con te giót. Đây là con tiên cũng bị tiệc chống rồi đây. Ở đây là tiên đây, con tiên bị tiệc chống rồi. Đa là hưu câu cổ. Bỏ cái cổ ra. Ui hồng hạc nè. À cắm đấy. Cắm. Tôi đang ăn hồng hộc. Tụ hơn mà. Cầm mình nên tạo hết. Đây là chế phô đó. Thiên Ngoa Đen. Sao rơi máy xuống, lưu máy vào. Thiên Ngoa Đen nhẹ. Ui, gia đình hưu cao. Con là con hưu cô cổ này bố. Ta là con hưu cao. Hưu cao cổ mà hưu cao. Ta là hưu cô cổ. Em của cô và quá nhây trang phim thằng điêu đại hiệp. Chú gần tới lấy lật đò rồi đó hả? Chú mở uống cà phê này uống thật tuyệt vời đó. Ngủ mê nha, đi học nổi luôn á. Vẫn là bài chi máy. Hỏi hỏi đi gì lắm. Chắc là đây. Đây là bây bấm biểu học sinh nó lái từ con bờ AKX á. Biểu học sinh cũng qua hết chứ. Đây là lạc đà châu Phi, đem với lạc đà châu Á. Đây là lạc đà châu Phi, leo với ngựa châu Á đó. Không, thấy cục câu không? Đây là ngựa vàng. Em của ngựa đen. Đây là ngựa vàng, con của ngựa đen, ngựa trắng leo thành ngựa vàng. Đây là vật quý hiếm, bo là quý hiếm này. Ôi, cái nhà có ba nhau xanh này. Đây là hai kiểu vợ chưa có chồng. Các bạn nào muốn cưới chồng thì vô đây. Các bạn vẫn đồng ý. Có một cơ thể ngủ là bạn này sẽ đứng ngủ ạ. Không lo, không ngủ nằm thôi. Mà việc bạn này nằm xuống ngủ và đứng lên cũng rất là khó khăn. Đây là con voi. Bên tay trái đây là các bạn cò lộn này. Ú, con cò đẹp. Cò. Hỏa mở chờ con có vô, con gặp này mày. À. Nghe chắc là tổng tiền mua có đây. Đây là bạn không phải anh chồng đi, là ông vượng mà. Vượng đó. Không phải anh chồng, không phải anh chồng, không phải anh chồng. Tôi vượng cáo trắng đen đẹp.
Cái này chắc qua cây người ta con người ta đẹp hơn mình nghe. Đây là khỉ đầu chó, em có khỉ đầu heo đây. Khỉ đầu chó nè. Thấy chưa? Ui mấy con chiến hết đất rồi mấy con hả? Kìa bên đây nè. Đẹp. Khổ sự đã. Ở kìa con đứng đó kìa. Con còn kìa con bu kìa. Hơi nhỏ hơi nhỏ. Ok kìa. Kìa nó đu rồi, nó đu rồi. Ui con chiến hoa trén đẹp. Ui rõ cho mày. Ui nó cũng nhỏ. Ừ. Ừ, tháng chiều qua quay đang đen không? Có một con màu trắng. Đó, đẹp chưa? Có chú hồng không đúng không? Đen đỏ chưa? Lên xuống thì nhậu chạy. Phim một phim. Quá đẹp. Quá đu quá đẹp. Alo. Nắng tóc một chân chân. Đây. Anh luôn, anh đã tập thể dục thi Olympic cái thế vận hội mùa đông thế giới bóng nam tổ chức lần đó mà rất là khổ. Điên con rác quá kìa mới hùng hoa được, con rác quá. Hôm nay là bạn đầu đàn lại đúng, rất là hung dữ. Xong rồi kiểu uống rượu nhỉ. Công thị công. Dạ. Con làm gì? Con này mới bị bạo hành. Mình nhắn tin đi xong nhắn cả ngày nữa. Thôi được chứ. Con này mới bồ chia ta bùng đó. Bọn thông cổm. Con có đàm đi. Ba chậu tôi. Những mẹt quá tậu. Ờ gửi đi. Quá bùng, thất tình mà. Tập thể dục. Cứ ngu của hồng giá bự vậy đó. Sóc sóc. Ui đây là khỉ nhỏ nè. Tuy nhỏ nhưng có vỏ. Chơi bài đòn, đoàn kết mà sức mạnh mà. Ui con này gần giống với con người ta này mày. Cái gì đấy? Gượng cáo. À. Gượng cáo này. Hổ môi. Mát đỏ chóc. Ý chóc hiệu hình đó mày. Hổ môi cho. Tao đang gượng cáo nè. Ui. Không qua đây được. Cao. Qua qua bé lên xem à. Tương hổ này. Mày là ông hổ đó hả? Ôi giời nó sọc ra đây. Cắt nhau kìa, cắt xuống nó. Còn đường dẫn đấy. Nó phi pháp nhỉ. Trời quá đẹp. Mày là chú có tỉa rừng xanh đó hả? Tôi là chú có tỉa đây. Ui, mình có công nữa này. Nôn thần hán khóc nữa mày. Ở trên nước kìa. Đi nước luôn. Ở đây cách ai gì nó bồ chưa? Nó bồng thai mình phải nhớ. Cô này đó là đã có. Ừ, gáo nè. Bọn nào muốn mặc gáo thì vô đây. Gáo.
Gáo nè, gáo đen thui không thấy. Gáo kìa. Gáo đây. Ui đây là con hổ bạch rồi mày. Mày có mái con gì? Hổ bạch tọ đây. Không có con bay mày. Một bạn đang ở phía sau hàng cây đó, đang nhìn chúng ta. À nó ghê, nó ghê, nó ghê. Thấy chưa, cái đầu trắng bắp kìa. Ok, đây đây mình ghé, đây đây mình ghé. Đây là hai con được rồi, cái chúng ta là một phần kìa. Cái này á, cái này bị bên dối. Dối. Đây là bùng không ăn đây. Con nằm ngủ thất tình. Có ba đứa chơi với nhau. Đúng là tình yêu nhân dân thật là khó chứ. Thất tình là nào.